Nhà thi đấu, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh là một trong những địa điểm tập luyện của các vận động viên thể thao thành tích cao Thái Nguyên. Từ 5 giờ sáng đến 21 giờ, các đội tuyển đã chia khung giờ đều đặn tập luyện, bắt đầu từ ngày 9 tháng Giêng. Phong độ thể lực ảnh hưởng là điều không tránh khỏi sau thời gian dài nghỉ tập, nhưng giáo án, cường độ tập luyện hợp lý đã giúp các vận động viên bắt nhịp trở lại. Nghỉ ngơi dài hạn không tập luyện trong Tết, có một cái Tết thoải mái bên gia đình nên là thể lực của bọn em giảm sút rất nhiều, nên là cô phải cho bọn em tăng cường thể lực để đảm bảo được tập luyện. Sau Tết thì thời tiết sẽ chuyển nồm nên là bọn em quá trình tập luyện của bọn em cũng khó khăn hơn. Là huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, huấn luyện viên Đỗ Thị Thúy, đội tuyển Muay, Kickboxing và ủ xu tán thủ luôn có những bài tập hợp lý dành cho các học trò của mình sau mỗi dịp nghỉ Tết. Các bạn đã tập luyện từ ngày 4 Tết và huấn luyện viên đưa giáo án lên nhóm. Các bạn thực hiện bài tập và gửi các video hình ảnh lên nhóm, áp dụng giống như là tập online theo thời Covid. Sau một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán xuống thì mình cũng có những giáo án chơi trò chơi cho các bạn lấy lại tinh thần, và cũng giáo án đẩy giáo án từ nhẹ. Đầu tuần chúng nhẹ và kết hợp với chơi trò chơi, rồi đến cuối tuần thì chúng ta bắt đầu mới nâng khối lượng giáo án lên, và đến hôm nay là sang tuần thứ 2 rồi thì các bạn đã hoàn toàn bắt nhịp với cường độ tập luyện. Sau thời gian nghỉ Tết thì bọn em tập lại khá là mệt ạ, nhưng mà huấn luyện viên đã có những giáo án cho bọn em tập từ hôm mùng 4 Tết nên tất cả quay lại cũng không bị ngợp quá. Hiện tại tinh thần của toàn đội thì cũng rất là tốt ạ. Bọn em cố gắng trong năm nay sẽ đạt được những thành công và may mắn. Đến thời điểm này, 230 vận động viên của 18 môn thể thao Thái Nguyên tập luyện trở lại. Nhiều vận động viên lên huấn luyện tại đội tuyển quốc gia. Năm 2023 sẽ diễn ra nhiều giải thể thao lớn. Ngay trong những ngày đầu năm, các huấn luyện viên và vận động viên Thái Nguyên đã và đang nỗ lực cân bằng giữa nghỉ ngơi và tập luyện, đặt cho mình mục tiêu mới để có khởi đầu cho một năm thành công.